Mọi người, mình là Kiên Bạch Tư đây. Thì hôm nay cũng không biết là thông báo cho mọi người một tin vui hay tin buồn đây nữa. Chắc Kiên phải nói tin buồn trước nhá, vì cái giọng Kiên hiện tại đang buồn. Đón nhận thấy mọi người thì Kiên cũng kể ở đây, Kiên cũng kể cho mọi người xem mọi người nghe luôn là lúc Kiên vào Sài Gòn như nào, Kiên ở đâu luôn mọi người. Thì trước khi Kiên vào team HK thì Kiên ở Quảng Trị nha mọi người, không phải ở Sài Gòn nha. Thì lúc đó thì có một người rời team HK, Kiên không nói tên được nha mọi người, chắc mọi người cũng biết. Thì khi rời team HK thì Phú cũng gọi rất nhiều người, từ người trong Sài Gòn hay là những người ở miền Tây như thế này như thế kia, bla bla, rất nhiều người. Lúc đầu gọi Kiên ấy thì Kiên cảm thấy là chưa thể trả lời câu hỏi của Phú là Kiên ơi, muốn vào team bắn đấu trường sinh tồn không. Kiên cũng rất muốn để kể thêm câu cái như Kiên chuyên nghiệp cho mọi người, muốn lắm. Nhưng khi đó thì Kiên xin bố mẹ Kiên, vào Sài Gòn để vừa đi làm vừa bắn. Thì khi trên team ở ở quê để bắn với nhau ấy, trên team ấy, ok, cái bắn rất ok nha mọi người, cái bắn rất tốt. Thuộc dạng ở đó là ngày nào Kiên cũng thuộc dạng là ở quê, vì ở quê mà Kiên chỉ làm ở nhà, không đi làm ngoài nha mọi người, chỉ làm trong nhà và chơi game thôi. Thuộc dạng là chơi game, có khi là Kiên bỏ ra 20 tiếng một ngày nha mọi người, thật sự luôn đấy. Và cái bắn bữa cái ở quê cái bắn rất tốt mọi người. Kiên là Kiên AFK vào Sài Gòn ấy, Kiên vào Sài Gòn thì Kiên nhớ là ngày mùng 8 tháng 2 đấy, đến nay ở với AFK cũng Kiên ở hơn 3 tháng nha mọi người đấy, gia đình AFK này. Thì khi Kiên vào Sài Gòn để thay một ai đó thì ban giải tuần đầu tiên ấy, team AFK có thứ hạng cũng ok nha mọi người, đứng top 4, top 5 gì đấy, mình nhớ không nhầm.
kết thúc vlog kết thúc video ở đây nha mọi người. Bye mọi người. Mọi người có gì muốn hỏi Kiên thì cứ inbox trực tiếp Facebook Kiên hoặc là comment dưới phần chat cho mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người là video sau.